Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn lý do tại sao mà bán áo thun trên eBay và Amazon được xem là đỉnh cao của MMO, tức là đỉnh cao của Make Money Online, tức là kiếm tiền online. Trong suốt hơn 12 năm kinh doanh trên eBay và Amazon tại Mỹ, eBay và Amazon với những cái hình thức kinh doanh rất là đa dạng, thì tôi rút ra được cái trải nghiệm thực tế là bán áo thun trên eBay và Amazon là đỉnh cao của việc kinh doanh bán hàng trên eBay và Amazon, mà còn là đỉnh cao của MMO trong số các hình thức MMO tôi đã từng trải nghiệm thực tế các bạn. Lý do thứ nhất là chúng ta không cần kho bãi, không hàng hóa tồn kho các bạn. Lý do là chỉ khi mà có khách hàng mua thì lúc bây giờ chúng ta mới in áo và bán, tức là kinh doanh áo thun là cái dạng kinh doanh dưới hình thức gọi là POD, tức là print on demand, là chỉ khi mà có demand, có yêu cầu khách hàng chúng ta mới in áo. Và thứ hai nữa là quản lý rất là gọn nhẹ, hàng chục ngàn mẫu áo chỉ quản lý trên Google Drive hoặc là trong một cái ổ cứng gọn nhẹ là mang đi bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Và cái thứ ba là nhân bản dễ dàng. Nhân bản ở đây tức là ta nhân bản cái số lượng tài khoản seller accounts của eBay, hoặc là cái số lượng tài khoản của Teespring hoặc là Sunfrog hoặc là Wineblur. Mà như các bạn biết, thu nhập á, thì bằng giá trị nhân thời gian và quy mô. Giá trị tức là một giờ các bạn có thể làm được có thể là 5.000 đồng Việt Nam, hoặc 50.000 đồng Việt Nam, 500.000, 5 triệu hoặc là 50 triệu đồng Việt Nam. Nhưng thời gian, một ngày các bạn có thể làm được 8 tiếng, 10 tiếng, 16, cùng lắm là 20 giờ trên 24 giờ. Và quy mô thì hoàn toàn báo thun bạn có thể tăng cái quy mô lên không giới hạn bằng cách tăng cái số lượng tài khoản seller của eBay hoặc là Teespring, hoặc là các bạn có thể lập đội nhóm để tăng cái quy mô, là cái sự thành công sau khi một tài khoản thành công, các bạn có thể lập đội nhóm sử dụng cái tư duy là outsource labor, tức là thuê sinh viên hoặc là nhân viên ở các nước thứ ba rẻ để nhân bản cái quy mô thành công từ một cái tài khoản seller eBay của các bạn lên nhiều tài khoản, tức là thu nhập của bạn có thể tăng lên không giới hạn. Và nó hoàn toàn trái với việc kinh doanh offline, khi một nhà hàng hoặc là một cái spa thì chúng ta cần mặt bằng, nhân viên, thuế má và dân số khách hàng rất là phức tạp. Mà trong khi đó bán áo thun trên eBay, Amazon và một số cái platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ thì hoàn toàn chúng ta có thể tăng cái quy mô lên một cách đơn giản và dễ dàng. Thứ tư là chúng ta được làm việc với slogan. Cái design thì gồm những cái câu chữ rất là tinh tế và màu sắc rất là phong phú đa dạng và tràn đầy màu sắc. Chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu đời và làm việc không biết mệt mỏi. Và cái thứ năm là đơn giản nhưng mà rất hiệu quả về mặt lợi nhuận. Một ví dụ đơn giản, khi chúng ta bán áo thun trên eBay và Amazon, tức là cái hình thức bán áo thun ở cái đẳng rất là cao, tức là nó trên cái trình độ bán áo thun trên các platform chuyên nghiệp của Mỹ như là Teespring, như là Sunfrog, như Wineblur, như là CafeRest, và cũng trên cả Merch Amazon là cái tài khoản chuyên bán áo thun dành cho các designer ở Mỹ, và cũng trên cả việc bán áo thun list trực tiếp trên cái platform của Amazon trong tài khoản Amazon Seller Account. Nó đơn giản nhưng hiệu quả về mặt lợi nhuận, vì ta bán áo thun ở đây là cái dạng áo thun pro rất là chuyên nghiệp, tức là chúng ta sẽ list áo thun trên cái platform, trên cái mockup của custom card, và sau đó chúng ta xuất ra Shopify. Từ Shopify chúng ta đồng bộ qua đa số kênh như là eBay, Amazon chỉ là hai trong số rất nhiều kênh bán hàng. Ngoài ra chúng ta còn có Facebook, ngoài ra chúng ta còn có YouTube, còn có Instagram, chúng ta còn có Wineblur, đều tích hợp trên Shopify, những cái kênh bán hàng khác nữa các bạn. Cái tính hiệu quả về mặt lợi nhuận, tức là từ Shopify chúng ta hoàn toàn có thể đồng bộ ra vô số kênh bán hàng. Và Shopify bản thân, Shopify các lập trình vẫn đang ngày hoàn thiện Shopify để có thể kết nối một cách mượt mà hơn qua trước mắt là eBay và Amazon. Ví dụ cụ thể là một cái áo thun giá gốc trên custom card nhà in hàng đầu trên thế giới chỉ có giá gốc là 6 đô và vận chuyển một áo thun tới khách hàng trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ trong vòng từ 2 đến 5 ngày chỉ có 400
$1.99, tức là $5, cộng giá gốc là $6 là $11, trong khi chúng ta bán trên eBay giá là $22.99 là $23, bản thân tôi bán là $23 cộng $10 vận chuyển là $33. $33 trừ $11 giá gốc thì ta còn $22, thì cái phí trên eBay là 11% của $22.99 các bạn, và cộng những cái phí linh tinh cho là $4. Vậy $22 trừ 4 còn $18, bán một áo thun hoàn toàn chúng ta có thể lợi nhuận $18. Đó là con số tôi thu được lợi nhuận hàng ngày trên một áo thun trên một trong các tài khoản eBay của tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hy vọng các bạn sẽ bán áo thun vào những cái trải nghiệm và kiên trì từ những cái thành công nhỏ sẽ dẫn tới thành công trung bình và thành công lớn hơn, để có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập bán tự động, không hẳn là hoàn toàn là tự động, bán tự động để các bạn có thể tự do về thời gian và không gian làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.